quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần trước thì quý vị đã thấy được xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt khó, đạt giá trị xuất khẩu siêu kỷ lục vào năm 2017. Theo dự báo năm 2018 thì ngành nông lâm thủy sản còn có nhiều cơ hội tăng tốc. Cụ thể những cơ hội và thách thức cho mục tiêu xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản năm 2018 là gì? Các doanh nghiệp cần phải làm gì để đón đầu cơ hội vượt qua các thách thức? Mời quý vị theo dõi trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên VTV. Thưa quý vị, ngành thủy sản đã có lô hàng đầu tiên xuất khẩu năm 2018. Cụ thể đó là tôm sang Canada, cá tra sang Anh và cá biển sang Mỹ. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi các thị trường này năm vừa qua đã hạn chế nhập khẩu tới 70% thủy sản từ Việt Nam. Ba lô hàng đầu tiên gồm có 20 tấn tôm xuất khẩu sang Canada, 20 tấn cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu sang Anh và 20 tấn hải sản cá biển xuất khẩu sang Mỹ. Ông Ngô Quang Ích, Chủ tịch Hiệp hội VASEP phát biểu tại buổi lễ đã kỳ vọng rằng với sự quyết tâm của ngành hàng thủy sản thời gian qua cùng bà con nông dân, với những cách làm mới cũng như những tiền đề đã tạo ra từ năm 2017, tin tưởng ngành hàng này sẽ khắc phục được những khó khăn, bất cập trong tổ chức sản xuất, trong khai mở thị trường để ngành hàng này giành thắng lợi ở mốc son mới trong năm 2018 là đạt trên 8,5 tỷ đô la Mỹ. VASEP đã phối hợp cùng với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức sự kiện xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu năm 2018, thực hiện mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 10 tỷ đô la trong năm 2020. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đặt ra mục tiêu xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam trong năm 2018 là 8,5 tỷ đô la Mỹ. Trước tín hiệu vui này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phấn đấu đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu ngành hàng nông lâm thủy sản năm 2018 là 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tối thiểu là 3%, trong lĩnh vực trồng trọt tối thiểu là 2,2%, chăn nuôi là 3%, thủy sản là 5,5%, lâm nghiệp là 6%. Tương ứng là các sản phẩm trồng trọt đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, thủy sản khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, các sản phẩm lâm nghiệp là 8,5 tỷ đô la Mỹ và các mặt hàng khác là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tiếp tục rà soát bãi bỏ cắt giảm 50% thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát lại để tổ chức những cơ quan dịch vụ công của Bộ phối hợp chặt chẽ từ kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thú y, kiểm dịch chăn nuôi, các mặt nhé, phải làm sao? Một là ứng dụng công nghệ thông tin, thứ hai là cải tiến quy trình, tất cả các mặt, từ quản trị, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin và phối hợp với các bộ khác để làm sao thủ tục nhanh gọn nhất. Đây là hành động thiết thực để giúp cho nông sản Việt Nam đi ra bên nước ngoài. Có thể thấy, ngành nông lâm thủy sản trong 2 năm trở lại đây luôn có sự tăng trưởng vượt chỉ tiêu, đặc biệt cùng với xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào ngành cũng có nhiều tiến bộ thực sự. Năm 2017, đã có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng 3,8% so với năm 2016. Nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên 5.600 doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chính. Thưa quý vị, năm 2018 được đánh giá là một năm thuận lợi cho xuất khẩu nông lâm thủy sản bởi ngay từ những ngày đầu năm, chính phủ đã có những giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông lâm thủy sản. Đồng thời, các hiệp định thương mại song phương cũng bắt đầu có hiệu lực sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, thì các chuyên gia dự báo năm 2018 vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Mời quý vị tiếp tục theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Ngày 15 tháng 1, tại hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 08 phê duyệt cho Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh đã đề xuất vào tháng 9 năm 2017. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của dư luận về cam kết cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương chỉ là lời hứa suông hay quyết tâm đích thực. Như vậy, năm 2018, các doanh nghiệp xuất nông lâm thủy sản sẽ không còn đối mặt với tình trạng kiểm tra hàng hóa kéo dài vài ngày, thậm chí cả tháng. Thời gian lưu kho giảm xuống, các doanh nghiệp tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Các thủ tục hành chính cũng được rút ngắn đơn giản, lược bỏ kiểm tra trước và sau thông quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh.
Tiếp theo đó, Bộ Công Thương còn xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Không chỉ là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn 28 này các đồng chí phải tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu và sản xuất tiêu thụ trong nước để lắng nghe doanh nghiệp. Và các đồng chí định dự kiến đối thoại 2-3 lần để lắng nghe. Một chính quyền đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó Bộ Công Thương đi đầu cái việc này rất cần thiết. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các dịch vụ logistics, kho bãi. Cảng Cát Lái là cảng chiếm tới 70% hàng hóa xuất khẩu, đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, không tăng phí kho bãi, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra, áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để hạn chế tối đa thời gian kiểm tra giao nhận hàng cho doanh nghiệp kịp thời sản xuất, đảm bảo chất lượng nông thủy sản. Cái chính sách đối với việc thu phí đối với các container hàng thủy sản, hàng lạnh thì luôn luôn ngang bằng với các container hàng khô, thay vì là giá cao hơn như là các cái hãng tàu biển đã thu của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cái thứ hai là về chất lượng dịch vụ thì Tân Cảng Sài Gòn luôn luôn dành cái dung lượng bãi tại cảng hoặc là các cái cơ sở dịch vụ hậu phương khác theo nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà không có sự hạn chế nào, và tổ chức phục vụ ở các cái hiện trường đảm bảo sự sạch đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tổ chức các cái đội công nhân và các cái tiêu chí về dịch vụ nghiêm ngặt. Bên cạnh việc tháo gỡ những rào cản trong nước thì Hiệp định Thương mại góp phần thuận lợi để ngành nông lâm thủy sản xuất khẩu. Theo lộ trình cam kết của Hiệp định ATIGA, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, 678 dòng thuế sẽ về 0%. Chủ yếu là thuế của những mặt hàng nhạy cảm trong thương mại giữa Việt Nam và ASEAN sẽ về 0%, tập trung vào các nhóm hàng như dầu thực vật, hoa quả nhiệt đới, sữa và các sản phẩm sữa. Thế nhưng Hiệp định ATIGA là hiệp định được ký kết trên nguyên tắc cho và nhận. Chính vì vậy, một nước được ưu đãi thì các nước khác cũng sẽ được hưởng điều tương tự như vậy. Điều này sẽ dẫn đến việc cạnh tranh giữa hàng hóa trong khu vực càng khốc liệt hơn. Đối thủ mà hàng hóa Việt Nam có thể nhìn thấy trước mắt là Thái Lan, vốn được đánh giá rất mạnh, hàng hóa khá đa dạng và thương hiệu hơn. Chính vì vậy, thuế về 0% sẽ giúp hàng hóa Việt Nam giảm giá thành để có thể cạnh tranh về giá, nhưng lại đối mặt với việc cạnh tranh về chất lượng. Đòi hỏi những cái doanh nghiệp Việt Nam phải làm sao cố gắng hơn nữa về cái mặt mà để mạnh cái mặt quan hệ, nhất là quan hệ quốc tế. Tại vì khi mà bạn sản phẩm một sản phẩm tốt, các bạn xuất nước ngoài thì tất nhiên các bạn tìm hiểu về cái đất nước bạn, đối tác của mình thế nào để chúng ta nối kết lâu dài hơn. Và đặc biệt là cái uy tín khi mà bạn xuất hàng đi nước ngoài thì bạn phải đòi hỏi những cái tiêu chuẩn, giả sử qua Mỹ thì FDI chẳng hạn, qua Thái Lan thì phải bảo đảm tiêu chuẩn. Thì chúng ta không phải riêng Thái Lan mà qua những nước ở Đông Nam Á khác, chúng ta phải bảo đảm cái quy tắc và cái nguyên tắc mà khi mình xuất khẩu nước ngoài. Việc điều chỉnh kể cả quá trình thu hoạch cũng phải theo dõi sát cái việc tái cơ cấu nông nghiệp, vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn, không chỉ đối với lúa gạo, mà tất cả những ngành hàng nông sản đều phải phát triển theo cái mô hình liên kết này. Bên cạnh đó, Hiệp định Việt Nam-EU có hiệu lực năm 2018, như vậy 99% dòng thuế sẽ về 0% thay vì 73% như hiện nay, mở ra cơ hội mới cho ngành hàng nông lâm xuất khẩu vào thị trường giàu tiềm năng này. Bởi EU có nhu cầu tiêu thụ cà phê, hạt điều và nhiều loại nông sản Việt Nam có thế mạnh như các loại rau, quả. EU là một thị trường rộng lớn với 28 quốc gia thành viên trên 500 triệu dân, là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu. Tuy vậy, xuất khẩu từ Việt Nam mới chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU. Hiện nay, Việt Nam và EU đang tích cực gặp gỡ thảo luận để hiệp định càng sớm càng tốt, để bắt tay vào dịch thuật, chuẩn bị cho việc ký chính thức. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, năm 2018, ngành nông lâm thủy sản cũng đối mặt với nhiều thách thức. Ngay từ những ngày đầu năm, thị trường xuất khẩu thủy sản truyền thống của Việt Nam là Mỹ đã đưa ra quy định IUU, chống khai thác thủy sản trái phép. Điều này đã khiến các doanh nghiệp thủy sản khá bất ngờ, bởi Mỹ vốn là thị trường chiếm tới 21% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, chủ yếu là cá tra, tôm và cá ngừ. Hiện nay thì rõ ràng là các doanh nghiệp, nè, các ban ngành, nè, chính phủ đang tập trung vô để giải quyết cái vấn đề thẻ vàng. Tại vì đến tháng 4 này là cái chuyện đó nó sẽ phải được giải quyết, cho nên hiện nay tất cả mọi người cũng như là doanh nghiệp cũng như là
chính phủ tập trung vô để giải quyết, và chúng tôi là đang ở trên một cái bám sát công việc để theo kịp cái tiến độ. Cái vấn đề là cần thiết phải làm sao để mà chứng minh cho họ thấy rằng là những cái sản phẩm này là nó không phải là từ các nguồn gốc đánh bắt bất hợp pháp, thì để trên cơ sở đó thì họ mới có thể là nhập khẩu hàng của mình được. Nhìn về mặt nguyên tắc thì nó không có gì thay đổi, tuy nhiên là trong bản chất của nó thì rõ ràng là bắt đầu có những cái việc, ví dụ giả sử như tâm lý của nhà nhập khẩu chẳng hạn, họ sẽ không thích vướng vào những cái chuyện khó khăn hoặc là nó rắc rối, thì cũng có thể là họ sẽ không muốn mua chẳng hạn, thì cũng là một cái sự khó khăn cho cái doanh nghiệp của chúng ta. Ngành hàng nông sản đối mặt với thách thức biến động về giá không còn theo quỹ đạo sang kỳ hạn mà biến động thất thường. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với các xuất khẩu chủ lực như hồ tiêu, cao su, cà phê. Đối với ngành hàng lúa gạo, trong bối cảnh xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay bị cạnh tranh gay gắt từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ v.v., khiến ngành hàng này không còn là con át chủ bài của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tiếp theo đó, rau quả Việt Nam đang phải chịu những rào cản kỹ thuật khá khắt khe từ các nước nhập khẩu như Mỹ, Úc, Nhật Bản v.v. Để bảo hộ cái sản xuất của nông dân trồng tiêu ở Ấn Độ, thì bạn áp dụng một cái thuế là thuế tối thiểu, cho nên nó đổi giá lên là các đồng chí thủ tướng là trước đây chúng ta xuất vào Ấn Độ là 5.000 đô một tấn, thì bây giờ đổi giá lên là 8.000 đô một tấn. Đó, như vậy thì làm hàng loạt các cái hợp đồng các doanh nghiệp của chúng ta là hủy bỏ hết. Ngoài ra đối với ngành lâm sản thì năm 2018 vẫn là năm các doanh nghiệp xuất khẩu loay hoay tìm nguồn nguyên liệu sản xuất để khởi động lại thị trường xuất khẩu mà năm 2017 vừa qua đã bỏ dở. Như vậy, ngành hàng nông lâm thủy sản năm 2018 sẽ có nhiều thuận lợi từ các chính sách hỗ trợ từ các bộ ban ngành, các hiệp định được thực thi để giúp ngành hàng thuận đà xuất khẩu. Bên cạnh đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục đứng trước những khó khăn thách thức được dự báo sẽ không giảm hơn so với năm trước, cản trở ngành hàng nông lâm thủy sản vươn tới mục tiêu 40 tỷ đô la Mỹ năm 2018. Thưa quý vị, có thể thấy là trong năm 2018, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn và thách thức. Từ những khó khăn thì các doanh nghiệp cần tìm cho mình những giải pháp nào để tháo gỡ rào cản, để hàng hóa thuận lợi hơn khi xuất khẩu. Mời quý vị cùng đến với những ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp về vấn đề này. Quý 1 là cái quý mà xuất khẩu là thấp nhất trong năm. Đấy, cho nên là lúc này là các người ta đều đang sau khi tiêu thụ là cho Noel rồi là năm mới thì bắt đầu bây giờ gần như là người ta nghỉ ngơi, cho nên là mức độ xuất khẩu thì cũng không được nhiều, nó chỉ bằng cỡ 30-50% mức bình thường thôi. Cái giá của chúng ta là giá đầu vào chúng ta cao quá, cho nên là chính vì vậy cho nên là cái giá bán xuất khẩu của chúng ta cũng rất là cao. Thực ra bán trên thị trường quốc tế cùng một con tôm chỉ coi như là bán tương đương nhau hoặc cao hơn lắm thì hơn 5-10 sen thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đầu vào chúng ta cao hơn người ta 15-20%, mà chúng ta bán ra thì cũng chỉ có là cao hơn người ta là coi như 1-3% thôi. Thế nên nếu như mà các cái rào cản, những cái hàng rào đó mà dương lên thì Việt Nam vượt qua được, tức là thực ra là các cái nước ví dụ như Ấn Độ, Indonesia họ rất khó vượt qua cái hàng rào đó. Thì mà họ không vượt được ra thì lúc đó thì chúng ta sẽ là cơ hội của chúng ta. Trong năm 2018 á, thì thực sự là nó có rất là nhiều thách thức. Cái việc trước tiên là mình bị cái thẻ vàng, cho nên cái chuyện mà để mà đối diện với cái chuyện thẻ vàng để xuất khẩu vào thị trường Âu Châu thì nó cũng tương đối là nó sẽ là cái thách thức lớn cho doanh nghiệp. Mỗi một năm như vậy thì đưa cái tỷ lệ là tăng lên 15%, cố gắng tăng lên 15% mỗi năm về doanh số. Cho nên là mỗi năm thì như năm nay á, riêng cái công ty tụi này đó là tăng doanh số, riêng về cái doanh số là tăng 26%, tăng lên cho cái thị trường Mỹ, tăng lên cho thị trường của Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nên là một cái khó như vậy thì cũng giúp cho doanh nghiệp nhìn thêm một cái tầm nhìn khác hơn và có định vị cho mình những cái chiến lược khác hơn chút. 2018 thì theo dự báo giá cao su là tương đương 2017. Như vậy chúng ta không chờ đợi giá nhiều, mà quan trọng là về tăng cường cái quản lý giá thành. Đây là yếu tố đầu tiên. Thứ hai là năm 2018 thì dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái mở cạo thêm diện tích ở tại Lào, Campuchia cũng khá nhiều. Hay chính xác là tổng sản lượng cao su thiên nhiên của chúng tôi sẽ được tăng lên. Như vậy tăng cái doanh thu, và chắc chắn doanh thu tăng thì có lợi nhuận tăng. Cái thứ ba là các lĩnh vực đã đầu tư trước đây, ví dụ như là về gỗ, về công nghiệp,
sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong 2018. Như vậy về mặt bằng chung thì chúng tôi rất tin tưởng là cái kế hoạch như thế này thì sẽ thực hiện được trong 2018. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.